Kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại cùng kênh của chúng tôi trong video hôm nay. Kính chúc các cô chú, các anh chị và các bạn một ngày mới thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và may mắn. Thưa quý vị, thưa các bạn, thận là cơ quan đặc biệt quan trọng trong cơ thể, đảm trách nhiều nhiệm vụ quan trọng như là chức năng bài tiết, chức năng sinh lý. Vì thế mà việc chăm sóc sức khỏe cho thận là điều mà ai cũng quan tâm. Có những loại thực phẩm rất gần gũi với chúng ta cũng giúp chúng ta thực hiện được điều này. Dưới đây là những thực phẩm mà bạn có thể tăng cường sử dụng hàng ngày để bảo vệ thận các bạn nhé. Thận yếu đến mấy, ăn thứ này cũng khỏe lại nhanh chóng. Xin kính chào quý cô bác đang theo dõi video trên kênh Tuệ Tâm Giác Ngộ. Cô bác thân mến, thói quen ăn uống và sinh hoạt thiếu khoa học là nguyên nhân gây ra khá nhiều vấn đề về sức khỏe, trong đó có những căn bệnh liên quan đến thận. Theo thống kê của các chuyên gia, số lượng người mắc các bệnh về thận hiện nay đang ngày một gia tăng và không ngừng trẻ hóa. Thận yếu không chỉ gây ảnh hưởng đến quá trình bài tiết nước tiểu mà còn gây ra một số tác động tiêu cực cho sức khỏe con người. Vì vậy, bên cạnh việc dùng thuốc trị liệu, cô bác hoàn toàn có thể phối hợp sử dụng thêm một số loại thực phẩm tốt cho thận để cải thiện tình trạng bệnh lý của mình. Những loại thực phẩm này không chỉ phù hợp với thể trạng của người bệnh mà chúng còn có khả năng cung cấp những dưỡng chất cần thiết để phục hồi chức năng thận. Ngay sau đây chúng tôi sẽ cung cấp cho cô bác một số thông tin về những loại thực phẩm này. Cô bác hãy bổ sung chúng vào khẩu phần ăn hàng ngày để thận nhanh chóng khỏe lại cô bác nhé. 1. Tỏi. Những cô bác mắc bệnh thận thường có hàm lượng natri trong cơ thể khá cao. Trùng hợp là tỏi lại có nhiều hoạt chất giúp loại bỏ natri và lượng nước dư thừa ra khỏi cơ thể. Điều này sẽ làm giảm gánh nặng cho thận rất nhiều. Nhờ đó, thận sẽ có thêm thời gian để nghỉ ngơi và phục hồi chức năng. Bên cạnh đó, lượng vitamin C và vitamin B6 trong tỏi đều là những dưỡng chất có đặc tính chống viêm rất mạnh. Những chất này sẽ góp phần làm giảm nguy cơ nhiễm trùng thận và tăng cường sức khỏe cho thận. Ngoài ra, các nghiên cứu mới nhất còn cho thấy allicin có trong tỏi có khả năng ổn định huyết áp cực kỳ hiệu quả. Khi huyết áp tăng cao, mạch máu có thể bị phá hủy và lượng máu cung cấp đến thận sẽ không đủ, từ đó gây ra chứng suy thận. Vì vậy, nếu huyết áp ổn định thì những tác động xấu ảnh hưởng đến thận sẽ được giảm thiểu tới mức tối đa. Không dừng lại ở đó, bệnh tình của những cô bác bị suy thận thường dễ tái phát nhiều lần. Việc sử dụng tỏi thường xuyên sẽ giúp người bệnh tăng cường sức đề kháng để hạn chế tối đa tình trạng này. Để bổ sung tỏi vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày, cô bác có thể sử dụng tỏi với nhiều hình thức khác nhau như ăn sống, ngâm giấm hoặc thêm tỏi vào cùng các loại thực phẩm khác để chế biến thành nhiều món ăn ngon miệng. 2. Lòng trắng trứng. Tuy người mắc bệnh thận nên hạn chế tối đa các loại thực phẩm giàu đạm để tránh gây ảnh hưởng đến hoạt động của thận. Thế nhưng nếu không bổ sung đạm cho cơ thể thì sẽ gây ra tình trạng mệt mỏi, suy giảm thể trạng và thiếu tập trung. Mặc dù lòng đỏ trứng rất bổ dưỡng nhưng nó lại chứa khá nhiều phốt pho nên không hề tốt cho người mắc bệnh thận. Ngược lại, lòng trắng trứng có chứa rất nhiều protein chất lượng cao nên cực kỳ có lợi cho thận. Chính vì lý do này, cô bác có thể yên tâm bổ sung lòng trắng trứng vào thực đơn của mình mà không cần phải lo lắng bất cứ vấn đề gì. Những cô bác nào phải trải qua quá trình điều trị lọc máu thì càng nên ăn những món làm từ lòng trắng, bởi lúc này cơ thể của cô bác có nhu cầu rất cao về protein. Ngoài hàm lượng protein, lòng trắng trứng còn cung cấp nhiều loại khoáng chất và vitamin thiết yếu cho cơ thể có đủ năng lượng để duy trì các hoạt động cần thiết. 3. Bí ngô. Những cô bác mắc các vấn đề về thận cần cung cấp một lượng lớn tinh bột để tăng cường năng lượng cho cơ thể. Tuy nhiên, các loại thực phẩm giàu tinh bột thường chứa khá nhiều đường, trong khi khả năng lọc đường ở cầu thận của cô bác đã bị suy giảm. Lúc này, bí ngô chính là loại thực phẩm cứu cánh cho cô bác. Bí ngô chứa hàm lượng tinh bột dồi dào nhưng lại có chỉ số đường huyết rất thấp. Chính vì vậy, khi cô bác tiêu thụ bí ngô thì lượng đường trong máu không hề tăng lên. Nhờ vậy, quá trình lọc máu ở cầu thận sẽ diễn ra dễ dàng hơn và áp lực cho cầu thận cũng được giảm nhẹ. Cô bác có thể chế biến bí ngô theo nhiều cách khác nhau để bổ sung vào chế độ dinh dưỡng của mình. Tuy nhiên, nước ép bí ngô chính là cách đơn giản nhất mà cô bác có thể thực hiện để bảo toàn đầy đủ dưỡng chất có trong bí ngô. Những cô bác nào bị sỏi thận cũng có thể tự khỏi bệnh nếu uống một ly nước ép bí ngô mỗi ngày. Tuy nhiên, mức độ hiệu quả của nó còn phụ thuộc vào kích thước của viên sỏi rất nhiều. Bên cạnh đó, nước ép bí ngô còn giúp đào thải độc tố và giúp thận của cô bác khỏe mạnh hơn. 4. Ớt chuông đỏ.
Trong danh sách các loại thực phẩm tốt cho người thận yếu, không thể không nhắc đến ớt chuông. Loại quả này rất giàu vitamin A, vitamin B6, vitamin C, chất xơ cùng rất nhiều nguyên tố vi lượng khác. Đặc biệt trong thành phần của ớt chuông còn chứa rất nhiều lycopene. Đây là một chất chống oxy hóa cực mạnh, có tác dụng rất tích cực trong việc phục hồi các tế bào thận bị suy yếu. Loại quả này cũng cung cấp cho cô bác một lượng vitamin A đáng kể, giúp tăng cường hệ miễn dịch khi cô bác bị suy thận. Do vậy, cô bác nên bổ sung ớt chuông trong bữa ăn hàng ngày để mang lại hiệu quả tốt nhất trong việc điều trị các bệnh lý về thận. 5. Bí đao. Bí đao là loại thực phẩm có chứa khá nhiều nước. Lượng nước này sẽ kích thích thận sản xuất nước tiểu để đẩy nhanh quá trình bài tiết chất độc. Ăn nhiều bí đao cũng có tác dụng rất lớn trong việc giảm bớt tình trạng phù nề của người mắc bệnh thận. Chính vì vậy, món ăn lợi tiểu này luôn nằm trong danh sách ưu tiên hàng đầu cho những ai mắc các bệnh về thận. Để bổ sung bí đao vào chế độ ăn uống, cô bác có thể chọn cách nấu canh bí đao hoặc uống nước vỏ bí đao đều được. Với nước vỏ bí đao, cô bác chỉ cần chuẩn bị khoảng 120g vỏ bí đao, sau đó đem đi rửa sạch rồi băm thật nhỏ. Tiếp đến, cô bác hãy cho chúng vào nồi và đun sôi cùng với một lượng nước vừa đủ. Cô bác chỉ cần lọc bỏ bã và uống loại nước này hàng ngày thì các bệnh lý về thận của cô bác sẽ được cải thiện một cách đáng kể. Những bệnh lý về thận tiết niệu là khá phổ biến, một phần nguyên nhân do thói quen sinh hoạt không lành mạnh gây ra, một phần do chế độ dinh dưỡng. Người bị bệnh thận thì nên kiêng ăn gì? Đây là câu hỏi rất đáng lưu tâm, kể cả khi sức khỏe của chúng ta vẫn còn đang khỏe mạnh thì cũng nên trang bị kiến thức này để đề phòng khi có bệnh. Sau đây là những lưu ý được chuyên gia khuyến cáo, mời các bạn cùng theo dõi. Người mắc bệnh thận nên kiêng ăn gì? Bên cạnh việc bổ sung những loại thực phẩm lành mạnh, những cô bác mắc bệnh thận cũng cần hạn chế và kiêng cử một số loại thực phẩm làm tăng áp lực lên thận và khiến bệnh tình chuyển biến theo chiều hướng nghiêm trọng. 1. Kiêng thực phẩm chứa nhiều đường và muối. Ngoài vai trò bài tiết nước tiểu, thận còn giữ chức năng lọc máu và cân bằng nồng độ điện giải trong cơ thể. Vì vậy, khi cô bác tiêu thụ các loại thực phẩm chứa nhiều muối hoặc đường, thận sẽ phải hoạt động với hiệu suất cao để đào thải lượng đường và muối dư thừa ra khỏi cơ thể. Do đó, nếu cô bác thường xuyên ăn những loại thực phẩm này, áp lực lên thận sẽ tăng đáng kể và khiến cho bệnh tình của cô bác tiến triển theo chiều hướng xấu hơn. Các loại thực phẩm chứa nhiều đường và muối thường là những loại thực phẩm chế biến sẵn như xúc xích, lạp xưởng, thịt xông khói, mắm, thức ăn nhanh, bánh kẹo, sô-cô-la, nước ngọt có ga. Ngoài ra, lượng muối trong những loại thực phẩm này còn làm tăng lượng oxalate trong nước tiểu của cô bác, và đây chính là mầm mống gây ra chứng suy thận. Bởi thế, những cô bác nào muốn có chức năng thận phục hồi nhanh thì nên ăn nhạt và hạn chế ăn quá mặn. Tốt nhất là cô bác hãy ăn các món luộc, hấp thay cho các món xào và kho. 2. Kiêng thực phẩm giàu phốt pho và kali. Khi thận yếu, chức năng lọc kali và phốt pho của thận cũng bị suy giảm. Bởi thế, cô bác cần hạn chế sử dụng các loại thực phẩm chứa hai chất này để tránh việc thận phải hoạt động quá tải. Theo các chuyên gia, những loại thực phẩm nhiều phốt pho mà cô bác cần tránh gồm có nước ngọt có ga, sô-cô-la, bia, phô mai, bơ, đậu phộng. Nhóm thực phẩm giàu kali thường bao gồm kiwi, dưa hấu, khoai tây, cam, mơ. 3. Kiêng thực phẩm giàu đạm. Đạm là thành phần thiết yếu cho sự phát triển của cơ thể. Tuy nhiên, ở những cô bác có chức năng thận bị suy yếu, nếu thường xuyên tiêu thụ những loại thực phẩm giàu đạm như thịt động vật, có thể làm tăng áp lực lên thận và khiến chức năng của cơ quan này suy giảm nghiêm trọng hơn. Thay vì ăn quá nhiều đạm động vật, cô bác có thể ăn nhiều rau và các loại hạt. Điều này vừa đảm bảo cho sức khỏe của thận, vừa cung cấp được lượng đạm mà cơ thể cần. 4. Kiêng rượu bia. Rượu bia là loại thức uống mà những cô bác mắc bệnh về thận cần kiêng cử hoàn toàn. Những hợp chất có trong những loại đồ uống này sẽ sản xuất ra rất nhiều axit lactic. Lúc này thận buộc phải ưu tiên đào thải axit lactic ra ngoài trước. Điều này khiến cho nồng độ axit uric bị lắng đọng trong các ống thận và gây suy giảm chức năng thận nặng nề hơn. Ngoài ra, một số loại rượu có nồng độ cồn cao còn có khả năng gây ngộ độc và tăng nguy cơ suy thận cấp tính cho cô bác. Có thể nói, với những cô bác đang gặp các vấn đề về thận thì việc có một chế độ ăn uống khoa học là điều vô cùng quan trọng. Khi thận hoạt động không bình thường, chất lỏng và chất thải sẽ tích tụ rất nhiều trong cơ thể. Theo thời gian, tình trạng này có thể gây ra các vấn đề về xương, tim và một số căn bệnh nguy hiểm khác. Chính vì vậy, việc ăn uống đúng cách sẽ làm cho cô bác hạn chế tối đa những nguy cơ tiềm ẩn gây nguy hiểm cho chính mình.
Video của chúng tôi ngày hôm nay đến đây là hết. Nếu thấy hữu ích, cô bác đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất từ Tuệ Tâm Giác Ngộ. Xin kính chào và hẹn gặp lại cô bác trong những video tiếp theo.